tuổi, tôi rất đam mê đi khám phá những vùng đất mới và các nền ẩm thực. Và tôi là Thảo Duyên, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình Du lịch và ẩm thực. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được tham gia chương trình Du lịch và ẩm thực. Tôi là đầu bếp Hà Hải Đoàn. Chúng tôi đang ở Mai Châu, một địa điểm rất là nổi tiếng về du lịch. Và nếu mà các bạn bỏ qua nơi đây thì hành trình du lịch Tây Bắc Việt Nam của bạn chưa trọn vẹn đâu nhé. Và đến với Mai Châu bất kể mùa nào trong năm, quý khách đều cảm nhận được không khí trong lành của nơi này. Bởi lẽ đây là một nơi rất đáng để sống khi mà có sự giao thoa hài hòa giữa đất trời và thiên nhiên. Điểm dừng chân của chúng tôi ngày hôm nay là khu sinh thái nghỉ dưỡng duy nhất nằm ở lòng hồ Hòa Bình mang tên Mai Châu Highway. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những món ăn độc đáo của vùng đất này. Hồ Hoàn Kiếm đi đến cao tốc Láng Hòa Lạc, đến biển chỉ dẫn hướng rẽ phải Sài Sơn Chùa Thầy thì rẽ ra đường gom, đi đến cầu vượt thứ hai rồi đi vòng lên sang phía bên kia hướng Quốc Oai, tiếp đến Xuân Mai. Theo quốc lộ 6 đi hướng Hòa Bình, Sơn La, đến Tân Lạc có biển chỉ dẫn đi qua Ba Khan, rẽ ngã ba Phú Cường vào, cột km cách Sơn La 189 km. Mai Châu từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn rời xa sự ồn ào của phố thị, muốn trở về với cuộc sống giản đơn nơi bản vùng cao yên bình khoáng đạt. Mai Châu có nguồn tài nguyên rừng khá phong phú, chủ yếu là các kiểu rừng tự nhiên với nhiều loại cây nhiệt đới, gồm các loại gỗ quý, lát hoa, xến, các loại cây đặc sản có giá trị như sa nhân, song, v.v., các loại tre nứa, luồng. Được thiên nhiên ưu đãi, cảnh quan môi trường ở Mai Châu rất đẹp với núi non hùng vĩ, thảm rừng được bảo vệ luôn giữ màu xanh tươi. Mai Châu Highway là một trong những resort được du khách lựa chọn mỗi khi đến Mai Châu nghỉ dưỡng. Mai Châu Highway là bức tranh hoàn mỹ về nghệ thuật và kiến trúc xây dựng dựa trên phong cách rustic. Trong thập niên 60 của thế kỷ 20, mỗi căn phòng đều mang hơi hướng đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Nơi đây đã kết hợp khéo léo các nội thất hiện đại, gam màu đơn giản với những chiếc cửa sổ mở rộng theo ánh sáng thiên nhiên để tạo cảm hứng thoải mái, bình yên cũng như thư giãn cho các du khách tới đây. Nằm ngay trong lòng hồ sông Đà hùng vĩ, chỉ chưa đầy 3 giờ đi ô tô từ Hà Nội, bạn sẽ đến một điểm nghỉ mát lý tưởng. Bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp non nước hữu tình như tranh vẽ. Này, anh cảm thấy như thế nào nếu như mà khi nhìn ra bên ngoài là một cái không gian thoáng đãng và thư thái như thế này? Như thế này nó quá là trong lành. Anh có thích những cái trò chơi mà liên quan đến sông nước không nhỉ?
Ô có chứ, anh sở trường bơi đấy. Trong vài năm trở lại đây thì bơi là môn thể thao duy nhất mà anh chơi. Anh có thể bơi tốt cả 4 kiểu bơi, rất là tốc độ luôn. Thế vậy thì chúng ta đến nơi đây ngày hôm nay là rất đúng rồi, bởi vì ở đây sẽ có rất nhiều trò chơi liên quan đến sông nước mà anh có thể trải nghiệm thử đấy. Như em đã nói với anh rồi, nếu mà chúng ta đến đây mà chúng ta không chèo bè thì rất là phí đấy. Ở đây thì không gọi là bè đâu mà họ gọi là mảng cơ. Anh nhìn thấy kia rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống chèo. Chúng ta sẽ thử xem như thế nào nhé. Em thì hơi sợ một chút thôi, nhưng em nghĩ là chắc chắn là chúng ta nên thử đúng không? Cứ yên tâm đi, anh không những chèo tốt mà anh còn bơi tốt, không có chuyện gì phải lo ở đây cả. Mai Châu Highway được xây dựng dành cho người yêu thích thiên nhiên và với mong muốn giúp mỗi du khách có thể khám phá, thư giãn và tận hưởng giây phút thanh bình, tránh xa khỏi ồn ào nơi phố thị, những bộn bề lo toan của cuộc sống. Đến với Mai Châu thì có rất nhiều địa điểm bạn có thể ghé qua. Thế nhưng nếu mà bạn chọn đi đến Highway thì bạn còn được cái cảm giác đi qua một khu rừng Ba Kha như thế này nữa. Đây là lần đầu tiên mà tôi được vào một khu rừng như thế này. Ở đây trong cái khu vực này ngày hôm qua là có mưa rất là lớn, nên sáng nay thời tiết có vẻ là hơi ẩm ướt. Tuy nhiên thì tôi thấy có những tiếng ve kêu, tiếng chim hót, mọi thứ sau cơn mưa như là đang trở lại. Một cái cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Này anh có biết là mình đang đi qua những cái cây gì đấy không? Đây là cây vầu em. Cây vầu này em đã được ăn măng vầu bao giờ chưa? Em chưa. Ồ, măng vầu này hiện tại thì ở khu vực này mình không nhìn thấy vầu đâu. Thế nhưng mà vào mùa mà có măng mọc ấy thì khu này nó sẽ có măng, và cái măng vầu đó có thể chế biến thành rất nhiều các cái món ăn rất ngon. Đến với Hòa Bình thì một món ăn không thể không thưởng thức đó là món cá, bởi vì cá là một cái món ăn rất nổi tiếng của hồ sông Đà. Và chúng ta hãy cùng xem đầu bếp nơi đây chế biến món cá này như thế nào nhé. Chào em. Vâng, em chào anh. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh Đoàn một món cá, đó là cá chấm, đồ hoa đu đủ. Như anh biết, cá chấm là một loài cá rất là đặc trưng ở vùng sông nước ở sông Đà, Hòa Bình chúng em. Thì hôm nay thì em đã chọn được một con cá thịt nó rất là chắc và ngọt, và hôm nay em sẽ giới thiệu về món ăn cũng rất là đậm chất dân tộc, đó là cá đồ hoa đu đủ. Và nguyên liệu của chúng ta cần có là thứ nhất mà không thể thiếu đó là lá đu đủ. Cái thứ hai là hoa đu đủ, vâng ạ, và một số gia vị kèm theo như là hạt nêm cần no, đường, bột canh, mì chính, củ kiệu, hành lá, thì là gừng, sả và một ít hạt mắc khén. Hạt mắc khén. Vâng. Và sau đây thì em sẽ
hướng dẫn anh cách làm cái món cá đồ hoa đu đủ. Hoa đu đủ. Vâng. Đầu tiên thì em sẽ trộn một ít hành lá. Cái từ đồ này có nghĩa có phải là hấp không em? À, đồ với đồ nó là cái tên gọi đặc trưng của cái vùng miền ở đây thì cũng gần như là hấp, gần như cũng gọi là hấp cách thủy ấy nhỉ. Gần như là hấp cách thủy, vâng, một ít gừng, một ít xả, một ít củ kiệu. Chu đáo, có rất là nhiều nguyên liệu. Và đó không thể thiếu nữa là hoa đu đủ. Hoa đu đủ. Ít hạt hoa kén. Tôi đang mường tượng, tôi đang nghĩ ra rằng cái vị đắng cái của hoa đu đủ, lá đu đủ nó sẽ là một cái việc mà làm cho cái món cá của chúng ta nó giảm đi cái độ tanh, rồi cái vị đắng của nó có thể giúp cho chúng ta kích thích cái vị giác, giúp cho chúng ta có thể ăn ngon hơn. Thì đây là một cái sự kết hợp rất là mong chờ. À, ngoài ra nữa, ở đây tôi thấy một cái rất là hay nữa, đây là hạt mắc khén, đúng không em? Hạt mắc khén. Thì cái này được rất là, thực sự là một cái hạt mà tôi cực kỳ yêu thích. Nó được gọi như là một cái hạt tiêu của núi rừng. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ nhồi những cái da giảm mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở đây vào phần bụng con cá. Cá sông và gà đồi sẽ là hai món chủ đạo của nhà hàng. Hai món được chế biến theo đúng hương vị đặc trưng của vùng đất này. Em sẽ giới thiệu cho anh tiếp một món cá nữa, và một món cá này cũng là một loài cá đặc sản của vùng lòng hồ sông Đà. Và cá này thì chỉ có thời gian này là có, và cá này chỉ dao động, nó sinh sôi nảy nở và chỉ trong vòng là 2 tuần. Anh Đoàn có biết đây là cá gì không ạ? Anh không biết. Vâng, giới thiệu với anh đây là cá ngần. Tuy tôi có nghe tiếng rồi nhưng mà bây giờ mới được nhìn thấy. Vâng, và hôm nay em sẽ giới thiệu với anh một món ăn liên quan đến cá ngần, đó là món cá ngần xào với dứa. Dạ vâng. Nguyên liệu của chúng ta có sẵn như là đây là cá ngần và có một chút dứa, một chút ớt vào, và chúng ta sử dụng ít thì là. Và em sẽ thực hiện món cá ngần xào dứa. Món ăn của chúng tôi mang đậm chất vùng miền, và nổi bật hơn ở đây cả là thiên về ẩm thực dân tộc Thái và dân tộc Mường. Và trong menu của chúng tôi tại khu resort, riêng các món ăn về cá chúng tôi có từ 25 đến 30 món ăn khác nhau và được chế biến khác nhau và được sử dụng rất nhiều nguyên vật liệu và các gia vị khác nhau để tạo nên cái điểm nhấn và tạo nên cái hương vị đặc trưng của vùng miền. Đầu với lá đu đủ. À, em có thể xem. Đây là một món mà có góp cả cái công sức của anh kết hợp với anh đầu bếp của nhà hàng chế biến. À, lúc đầu thì anh được hình dung là em nhìn thấy đây là lá đu đủ này. À, đây là cá chấm đấy. Đấy, cá chấm được kết hợp với lá đu đủ, hoa đu đủ và rất là nhiều thứ nữa để cho gói, mà bên ngoài này là lá chuối này. Mình sẽ dùng nước chấm này đúng không? Đây em, nước chấm cá. Em thấy thế nào? Em cảm thấy là có một cái vị rất lạ, là cái vị hơi chát chát một chút. Có phải là nó xuất phát từ lá đu đủ này đúng không ạ? Ừ. Đúng rồi, hơi chát và hơi đắng là nó từ lá đu đủ và hoa đu đủ ạ. Thì anh nghĩ ở cái sự kết hợp này giữa lá đu đủ, hoa đu đủ, cái vị đắng của nó làm cho cá nó hơi đắng một tí nhưng mà nó lại không tanh. Nó không bị tanh nữa, rất là thơm. Và cảm giác nó rất là kích thích cái vị giác ấy. Em nghĩ là em khá là thích món này, và nếu chấm điểm thì sẵn sàng cho từ 9 đến 10 điểm. Món thứ hai nó là cá ngần. Cá ngần là một cái loại cá mà đây là cá ngần xào với cả dứa. Thì cá ngần là một cá mà nó chỉ có trong các vùng kiểu như là sông, suối hoặc các cái hồ. Món này ngon. Thank you.
Nếu mà tới mỗi nơi như thế này thì anh thường dành ra khoảng bao nhiêu ngày ạ? Anh nghĩ rằng ở đây anh cần phải ít nhất 2 ngày. Vì nếu không có đủ 2 ngày thì chắc chắn sẽ không thể trải nghiệm được hết rất là các anh nhiều điều thú vị ở nơi này. Em nghĩ là điều này không chỉ đối với anh và em đâu, mà tất cả các quý vị và các bạn cũng như thế. Nếu quý vị và các bạn mà có ghé qua nơi đây thì hãy nhớ là chia sẻ cảm xúc với chúng tôi thông qua fanpage du lịch và ẩm thực nhé. Và cảm ơn các bạn đã dành ra 20 phút để theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.